Kem Mezuji màu xanh là một sản phẩm chăm sóc da được nhiều chị em tin dùng nhờ vào những tác dụng dưỡng da hiệu quả của Mezuji ban đêm màu xanh. Liệu sản phẩm có công dụng đúng như quảng cáo không? Trong video này, shop mình với nhiều năm kinh nghiệm bán kem Mezuji sẽ giúp cho bạn hiểu hơn về những tác dụng của kem Mezuji màu xanh để bạn có thể tự tin hơn để lựa chọn và sử dụng em này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Ngày nào shop mình cũng nhận được câu hỏi kem bê Juji màu xanh hay còn gọi là kem mezuji ban đêm có tác dụng gì thì dưới đây là trả lời cho câu hỏi này nhé đầu tiên kem mezuji màu xanh là một sản phẩm chăm sóc da được sử dụng ban đêm để tái tạo và phục hồi da nó giúp da mềm mại mịn màng và căng bóng các thành phần chính trong kem bao gồm tinh chất lá cây collagen và vitamin e tinh chất lá cây trong kem mezuji màu xanh có tác dụng làm dịu và làm mát da giúp giảm sự mệt mỏi và kích ứng của da đồng thời collagen là một loại protein tự nhiên có trong da giúp duy trì độ đàn hồi và độ ẩm của da còn với vitamin E là một chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường. Ngoài ra, kem Mezuji màu xanh cũng có tác dụng phục hồi và tái tạo da. Nó giúp tăng cường sự sản xuất collagen và elastin trong da, giúp da trở nên khỏe mạnh và đàn hồi hơn. Kem cũng giúp làm giảm sự xuất hiện của nếp nhăn và vết chân chim trên da. Và tác dụng của kem Mezuji, night cream màu xanh được nhiều bạn cực kỳ thích, đó là khả năng trị nám cực kỳ hiệu quả, giúp giảm nám, mờ nám, thâm mụn chỉ trong thời gian ngắn. Trong tổng thể, kem Mezuji màu xanh là một sản phẩm chăm sóc da hiệu quả và phù hợp với nhiều loại da. Nó giúp tái tạo và phục hồi da, giúp da trở nên mềm mại, mịn màng và căng bóng. Đó là câu trả lời cho kem Mezuji ban đêm màu xanh có tác dụng gì? Nhiều bạn chỉ dùng riêng lẻ kem ngày, nhiều bạn lại chỉ dùng kem đêm xanh mà thôi. Nên bạn có thể xem tác dụng của mỗi loại kem để lựa chọn mua đúng loại với nhu cầu của mình nhé. Kem Mezuji hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem Mezuji hàng chính hãng. Bên mình nói thẳng luôn là nếu bạn muốn mua hàng chính hãng yên tâm, mà không phải lo lắng nghĩ ngợi nhiều, thì mua của shop mình. Bên mình cam kết bán hàng chính hãng 100%. Bạn đừng quan tâm đến giá, mà hãy quan tâm đến chất lượng, vì kem bôi lên mặt thì không thể nào đùa được. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo số 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.